Kon Tum, vùng đất ẩn chứa nhiều điều kỳ thú, được ví như một nàng tiên đang say giấc nồng, là nơi cao nguyên hùng vĩ được dệt nên từ những điều mộc mạc và dung dị nhất. Như bao người con được sinh ra trên vùng đất Tây Nguyên, tôi yêu lắm mảnh đất đại ngàn trù phú này. Ở đó có một Kon Tum hiền hòa, nằm nét mình ở mạn sườn phía Tây của dãy núi Trường Sơn. Tôi yêu Kon Tum, một tình yêu bình dị và chất phác, y như bản chất vốn có bao đời nay của người con đất đỏ. Mỗi ngày, tôi lớn lên cùng với giai điệu của gió, tiếng rì rầm của thác đổ, tiếng chim chóc vang vọng khắp bốn bề. Tôi yêu những công trình kiến trúc độc đáo với tuổi đời nhiều hơn một thế kỷ. Tôi yêu Kon Tum vì nơi đây đã luôn mang đến cho tôi một sự bình yên khó tả. Là quê hương xanh mát, là tuổi thơ ngọt lành, là suối nguồn nhựa sống tăng tràn trong trái tim. Ai rồi cũng phải lớn lên, vùng đất nào rồi cũng phải trở mình để thay ra đổi thịt. Và Kon Tum cũng thế. Thành phố Kon Tum giờ đây khoác lên mình chiếc áo mới, thật trẻ trung, năng động và hiện đại. Nhịp sống đô thị náo nhiệt dường như đã bắt đầu len lỏi vào trong từng góc phố, từng ngôi nhà và phảng phất trên gương mặt hân hoan của người dân phố núi. Tất cả như hòa chung thành một khối, tạo nên một thành phố vừa mới mẻ nhưng vẫn rất đỗi thân quen. Và có lẽ nàng tiên đang say giấc nồng đã được đánh thức từ bao giờ. Nếu ví Kon Tum là một tách cà phê của đại ngàn, thì bạn muốn hương vị của nó sẽ là ngọt hay đắng? Với tôi, vị cà phê hoàn hảo nhất sẽ là sự hòa quyện của vị ngọt nhẹ nhàng cùng vị đắng đặc trưng, cộng hưởng với mùi thơm nồng nàn, quyến rũ. Nếu bạn cũng như tôi, muốn trải nghiệm một Kon Tum bình dị mà cuốn hút với trọn đắm say như thế, thì hãy đặt chân đến mảnh đất này để một lần được sống với cao nguyên và cảm nhận cái hồn nơi phố núi.